Chào bác nhá, chào anh em. Em vừa test thử chất âm khi mà có lâng tiếng và không có lâng tiếng trong một combo của bác khách đang đấy đồng bộ New Sound đây. Nó full bass 30, 1270, đẩy hai kênh NX660, vang số chỉnh cơ CNS512, lâng tiếng FK9000 và một em mic rất quen thuộc luôn, New Sound Mi 3 Pro. Cả một bộ combo này thì em có để giá ngay dưới phần tiêu đề cho bác anh em tiện theo dõi luôn. Test thử đầu tiên nó là test về cái em lưng tiếng khi mà các bác kết nối vào thêm trong dàn âm thanh karaoke thì nó có tác dụng hay không, thì em đã vừa thử test cho bác anh em luôn rồi đó. Anh em thể đeo tai nghe và nghe cảm nhận rõ ràng khi mà em bật lưng tiếng và tắt lưng tiếng đi. Đấy. Còn đây em sẽ test thử tiếng mic cho anh em nhá. Test thử luôn cho anh em về cái phần echo của nó. Đang cài rất nhiều chế độ khác nhau cho các anh em luôn. Cài đến hiện tại đây đang cài 8 chế độ khác nhau. Test thử tiếng mic cho các anh em nha. Test thử tiếng mic cho anh em nghe thử luôn. Cái này thì chính ra là nếu có dành thời gian nhiều hơn nữa thì phải hát một đoạn karaoke cho anh em nghe cảm nhận nó rõ ràng hơn thì mới chuẩn hơn. Như ở đây đang test nhanh cho bác khách nhà em luôn, chuẩn bị để đóng hàng gửi đi. Các bác nhìn tất cả mặt hàng bên em, từ những loa súp hay là những em mang, đều được bọc đi rất cẩn thận cho bác anh em luôn các bác nha. Và anh em mà có nhu cầu với bộ dàn âm thanh karaoke, mà có nhu cầu với combo tầm một khúc giá bao nhiêu đó, anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em hoặc nhắn tin trực tiếp qua bên em, bên em sẽ tư vấn cụ thể và nắp lên cho bác anh em một bộ dàn ngon nhất trong tầm một khúc giá cho bác anh em luôn. Và đây là những combo gợi ý cho bác anh em, và anh em có thể tham khảo, và nếu mà anh em có nhu cầu thì hãy gọi điện trực tiếp để chốt đơn các bác nha. Và đừng quên ủng hộ cho Nam đăng ký kênh phía bên dưới.